Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 tóc cần có kiểu là Inchi nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn hãy click vào link mô tả dưới video bên tâm chatbot nè bạn. Rồi các bạn bấm join này đó nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn bấm đáp nè, các bạn join tiếp kênh channel nè. Rồi vào đây thì các bạn chọn quốc gia Việt Nam nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lên, tiếp tục thì follow tại Twitter và retweet bot trên tại Twitter nè, bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn tại retweet bí cái game nè. Rồi bạn mới đáp lên, tiếp tục follow Facebook nè. Trên Facebook thì bạn muốn thích nè. Rồi bạn mới đáp lên nè, join kênh Zalo và đáp lên follow Twitter và Twitter nè. Xin Twitter ngồi gấp tay bằng like nha bạn, người bạn theo dõi bằng like nè, bằng trình dẫn Twitter nè. Các bạn đi tiếp vô xin em của nó đi bạn, ở cộng Arab rồi Arab ta nè bạn, các bạn test lại nha các bạn. Sau đó bạn bắt đáp nè, rồi bạn bấm vào đi sơ, rồi bạn gấp trang nha các bạn. Cạt là cái điện thoại, cạt là cái hộp. Ồ, cái hộp là chiếc xe chứ. Rồi dòng đầu tiên mình địa chỉ email bạn vào các bạn. Rồi vậy, tiếp theo thì bạn gửi địa chỉ với bên bi sao mát sen bét 20 với chocolate cho tất cả các bạn nè. Rồi tiếp tục các bạn submit lên retweet nha các bạn, thì mình coi vào tweet bài nào các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên đi bạn. Các bạn mở tài Twitter của các bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar nè, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn gấp ta nha các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nè, rồi lại support nè. Ơi sorry các bạn gỡ đường link mà đâu phải tài Twitter mình chứ. Để mình bắt đáp lên. Sorry các bạn, mình sẽ tắt lại các bạn. Những số này rớt. Easter nè. Cắt tới chiếc xe nè. Rồi mình lên địa chỉ email mình vào nè các bạn. Rồi mình gọi địa chỉ bên bi sẽ mất trên bếp 20 trên chocolate mình nè. Rồi tiếp tục mình gửi đường link profile tại Twitter của mình chứ. Thì bạn nhấp vào Anamata nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào bác ảnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gọi là support nè các bạn. Rồi sau đó các bạn submit đi request nha bạn. Rồi bạn mở Twitter tất cả các bạn ra nè. Rồi các bạn chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết gọi là support nè. Rồi sau đó hỏi cái follow Facebook của mẹ heo cho nét nè. Tiếp tục gửi đường link vào profile Facebook nè. Thì các bạn nhấp vào Facebook nữa tất cả các bạn. Nhấp vào fan nè. Rồi trên Facebook thì bạn nhấp bắt đáp lên nè các bạn. Các bạn nhấp vào avatar mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Các bạn sao chép liên kết gọi là support. Rồi, họ có join kênh Chiller không? Thì các bạn vào đây join kênh Chiller nha các bạn. Rồi bấm ehealth.net. Rồi, họ có tweet không? Bấm ehealth.net. Sau đó bấm vào menu nè các bạn. Sau đó bấm Mi Banishi để check số cầm mình kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 tóc cần Inchi nè, khoảng 16 đô các bạn. Các bạn gì lên ghép chia sẻ trong bè những thằng để kiếm thêm tóc cần các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.